thì hiện tại em biết tụi em đang ráng spread ra trong cái vùng Orange County qua LA rồi xong ráng tính theo California, nhưng cũng phải từ từ một chút tại technical development thì nó cũng hơi khó. Cho chị hỏi nữa là khi mà mình nói mà hỏi hoài à, hỏi có hoài Không đúng hết sao. đâu thì khi mà chị nói là khi mà em phải đến à, tại vì em phải muốn biết là những thực đơn trong đó nó có những phần như nào, nhiều khi giống như mình nói tương đi, tương nó có tương đậu phộng mà nhiều người không biết, Mỹ họ không biết, Mỹ họ đâu có biết Việt Nam mình bỏ tương đậu phộng đâu, thì họ ăn thì có nghĩa là em phải đến từng nhà hàng để em hỏi trong thực đơn có gì luôn hay sao? Dạ thì hiện tại bây giờ tại trong cái vùng OC thì cũng coi như là không có nhiều nhà hàng quá, thì mấy tụi em cũng phải kêu điện thoại để nói chuyện, nhưng lúc nào mấy tụi em cũng nói là khách đi ăn ở nhà hàng phải hỏi cái người waiter waitress để make sure, tại mấy tụi em cũng không có thể chịu trách nhiệm đó được, tại vì mình không có phải Đúng. là cái người nấu cái thức ăn đó. Đúng. Wow, chị nghe mà chị nó nổi da gà, vì đúng như em nói là không có trách nhiệm được. Tuy là tụi em làm cái app này thôi, nhưng mà à, quý vị cũng phải có sự, tụi em cũng phải có sự hiểu biết ở trong đó, chứ không phải là để là cái app đó rồi những cái thứ, những gì tụi em nói là trên đó nó không có như sự thật. Có nghĩa là tụi em phải gọi từng nhà hàng nhiều khi mà muốn biết chắc là đồ ăn có gì, cái gì. Đúng. Hay chứ, nhưng mà sợ một cái là giống như là khó, hơi cực đó. Khi mà chị bị cái chị nói sợ, chị nghe không, chỉ là hơi cực đó em. Thì cực thì em cũng phải chịu, mà cái lý do đó thì em cũng đang ráng mở rộng cái team của em đang ráng mướn những học sinh khác mà cũng đam mê một cái về thức ăn, về sức khỏe, cũng để phụ chị, ráng kêu điện thoại mấy nhà hàng này Dễ để thương. Quý vị có thấy một cô bé là bà chủ con không? Đúng, mà thực sự không, mà chị thấy em rất là giỏi, vì em là mình nói là linh hồn, mình nói là Osho đó, linh hồn lớn giống như linh hồn già vậy đó, một người giống như mình nói là cụ non, không không hỏi như vậy. Nhưng mà chị là chị hồi xưa chị bị nói như cụ non, nhưng mà chị thấy em là em một cái là người trưởng thành, rất là trưởng thành. Thì quý vị nào cũng thấy rồi, hai cô bé ở đây nhìn rất là nhỏ nhắn như em, nên là một cái ước mơ của em rất là lớn, là giúp được rất là nhiều người. Thì chị cũng thấy em là một cái mà chị nhìn em chị cũng thấy là rất là hay, chị cũng có thêm một cái inspired by em. Thì em bây giờ chị biết có rất là nhiều tuổi trẻ ngày nay, teenage đồ, là những em mới lên college, họ cũng có một cái ước mơ tương tự giống em, nhưng mà họ không biết bắt đầu từ sao. Thì em có thể kể, nói cho quý khán giả hay là quý phụ huynh để mà cho những em đó, giúp cho những em đó nên làm như thế nào? Thì mấy em nào mà có thật sự mà đam mê chung với lại có thể bắt đầu một cái hãng riêng của mình, hay là làm những gì giống như em ở ở tại trường, thì ở nhà trường sẽ có mấy cái resources chẳng hạn như là Entrepreneurship Center, có nhiều mấy cái resource khác nhau, mấy cái những người thầy cô cũng hướng dẫn mấy cái lớp theo entrepreneurship, thì business school này nọ. Hay ha. Mà khi mà em làm như vậy là em có cần gặp nói chuyện counselor hay tự bản thân em biết em muốn gì rồi? Em phải nói chuyện với counselor, thì em cũng nghe mấy cái webinar, mấy cái lớp giảng của nhà trường nó provide cho mình, thì em nghe em thấy là tại sao em không có email những mấy cái cô chú mà đang present, thì ra em email em nói là em có thể nói chuyện với lại cô chú chút xíu để hỏi thêm về cái experience được không. Thì em nói chuyện chung rồi có một cái cô cổ cũng nói cho em là nếu mà em đam mê cái này thì tại sao em không có học cái lớp này lớp kia lớp nọ, thì cổ cũng giải thích cho em là cái con đường như sao. Thì ra em mới từ từ em tìm mấy cái lớp đó em học thử thôi, tại vì trong cái tuổi trung niên này của em thì là mình phải ráng, mình phải thử, tại mình không biết mình thích cái gì, mà nếu mình không có thử thì mình sẽ không bao giờ biết. Thì đúng rồi, cho cơ hội à, mình mở mang trí tuệ thêm, mình biết thêm cơ hội. Thật sự dù cho sau này em đổi ý, em làm cái app xong rồi em làm thêm cái app khác, làm đổi ý, em vẫn còn rất là trẻ, em còn rất là nhiều đường để mà lựa chọn. Sau này đâu biết được em là một nữ bác sĩ. Mà em cũng không biết, thì từ từ, từ mới mới thấy ra làm sao. Nhưng mà chị thấy nó thật sự một người thành công như em á, đi đâu em làm gì cũng thành công á, vì em đã biết em có một cái mà kiên nhẫn nè, một cái mà em biết ăn nói, em chịu khó, một cái rất là siêng năng. Mấy cái những cái mà mấy cái tốt ấy, rất là quan trọng. Nhiều khi mình không phải là những người đó, họ như mình nói là có những người họ đam mê nhưng mà họ không có chịu làm, họ không có những cái kiên nhẫn đó, thì họ sẽ không đi đến được như họ muốn sau này, giống như làm giữa chừng họ vì lý do gì đó họ phải bỏ cuộc. Nhưng mà em mà khi mà em kiên nhẫn rồi đó, em sẽ rất là thành công.
Dạ, cảm ơn chị. Thì bây giờ mình còn khoảng 4-5 phút, thì trước khi chia tay chương trình, em có những lời gì gửi đến những người mà đã giúp em, support em, những nhóm của em, team của em, ba mẹ, hay là những ai đó đã ủng hộ em trong khoảng thời gian này? Dạ, thì em muốn cảm ơn ai đã ủng hộ em. Chẳng hạn như là gia đình của em, những bác sĩ, chẳng hạn như bác sĩ Dũng, Dũng Trịnh đã giúp em, và nhà trường UCI lúc nào cũng hỗ trợ cho em. Và thêm nữa là thầy cô giáo ở trung tâm Hồng Bàng, tại nếu không có học chung với lại mấy thầy cô là em không có nói chuyện như vậy được. Dạ, thì em muốn cảm ơn team của em nữa, tại vì lúc nào em cũng học hỏi từ team em, từ mấy thầy cô, từ trường. Thì em cảm ơn chị rất là nhiều cho em cơ hội này. Dạ, chị cảm ơn em đã đến với chương trình Góc Khuất. Và khi mà nói về sức khỏe rất là quan trọng, bản thân của em thì khoảng thời gian nào em có bao giờ mà bị bệnh nặng hay là gì mà em gì anh mình đổi cách ăn uống của mình để giúp cho mình thay đổi mình hay không? Dạ, thì khi mà em tập thể dục, em thật sự chưa có bao giờ bị mà bệnh gì nặng. Em còn trẻ. Dạ, nhưng khi mà em tập thể dục thì em thấy nếu mà em ăn tinh bột quá nhiều thì em sẽ mệt rất là nhanh, hay là em đói bụng rất là nhanh. Thì cái đêm hôm trước nếu mà ăn nhiều dầu mỡ thì là sáng hôm sau rất là khó dậy. Hay là chính cái da mặt của mình thấy tự nhiên sao ăn dầu mỡ nhiều ngày sau mặt mình nó cũng dầu nhiều, hay là mụn. Thì em cũng thấy là cái thức ăn mình nó ảnh hưởng hết cái toàn bộ của cơ thể mình. Chị cảm ơn em còn trẻ mà biết điều đó. Chị chị là quá nói hết nổi nói rồi. Chị lớn em rất nhiều mà chị không có, giống như mình không có quan tâm cái chủ đề mình ăn uống hay sức khỏe mình chủ yếu đó, mình cứ ăn rồi mình thấy vui, mình thấy ngon, mình cứ ăn. Và sau này mình mới biết là không tốt sức khỏe một chút nào. Như em nói đó, là mình ăn qua đêm, mình ăn buổi tối, mình ăn những cái dầu mỡ thì sáng ngày hôm sau mình không tiêu. Thì chị là bị, bây giờ chị mới tới tuổi này chị mới học được. Thì chị cảm ơn em rất nhiều. Thì mình còn khoảng thời gian để mà em gửi lời đến quý vị khán giả, thì em có lời gì mà gửi đến quý vị khán giả lần trước khi mình chia tay chương trình nữa? Dạ, em xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo Chelsea, chị Chelsea và em trong chương trình hôm nay. Em hy vọng là quý vị khán giả cũng hỗ trợ cho em, và mai mốt em cũng trở lại để nói chuyện với chị để chia sẻ thêm về NutriPair. Chị thấy một người hôm nay đi theo em ủng hộ em tinh thần, rất là dễ thương. Thì mẹ của em thì sẵn cô ngồi ở đây rồi, chị biết không biết Việt Nam mình hay có dịch tật mất cỡ, thì không biết em có lời gì gửi đến cho cô luôn hay không? Dạ, thì má mi con cảm ơn má rất nhiều. Mẹ của em là người hỗ trợ em nhiều nhất, thêm chung với lại bà ngoại em và gia đình của em. Thì lúc nào em cũng vui mừng có một người mẹ rất là mạnh, rất là thương em rất rất là nhiều chung với lại bà. Cảm ơn em khi nói về mẹ, tại vì nó mắt rưng rưng rồi. Thì em chỉ nghĩ là thật sự Chelsea cảm ơn cô rất là nhiều, vì thật sự nếu mà cha mẹ và ai cũng vậy đó, nhất là người Việt Nam của chúng ta ngày nay, là mình không có được giống như là nhiều ra mặt nhiều để người ta biết được cái credit của mình đã làm rất nhiều cho cộng đồng. Thì chị cũng cảm ơn em và cảm ơn mẹ em đã dẫn em đến ngày hôm nay để mà chia sẻ biết là Việt Nam của chúng ta đã làm rất nhiều cho cộng đồng của Việt Nam của chúng ta. Và sau này chị cũng muốn là đem những cái show mà giúp cho thế trẻ sau này và cộng đồng của chúng ta càng ngày càng mạnh hơn. Và bây giờ chắc mình tới lúc mình chia tay chương trình rồi, thì chị cảm ơn em rất là nhiều. Em có lời chúc sức khỏe cho quý vị không? Dạ, em xin quý vị mạnh khỏe và sức khỏe dồi dào. Thì cảm ơn em nhiều, và chị cũng chúc là cho em luôn luôn mà sau này là lúc nào cũng thành công hết, và em và team em sẽ ngày càng lớn hơn, phát triển hơn. Nhiều khi em sẽ có app khác cũng mạnh hơn như vậy nữa. Thì chị cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình rất nhiều, và Chelsea mong muốn là sức khỏe của quý vị lúc nào cũng mạnh khỏe, vì thực sự có sức khỏe mới làm được tất cả mọi chuyện sau này. Có sức khỏe mà mình cứ lo kiếm tiền như Chelsea, thì Chelsea cũng mong là quý vị luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình từ sau.